ok thì bây giờ mình đã bỏ hết cái loại bánh vào đây rồi. Còn cái nữa nữa thì mình cũng không biết là nên để cái gì đây. Ok, để cùng mình xem nha. Chụp ảnh này để làm thumbnail cho video 29 tế, à 28 tế. Nên là các bạn ở đây nó hơi buồn tí, mình sẽ để gần nhẹ chỗ này xong rồi sẽ quay lại một vòng South Plus cho các bạn xem. Okay. Ok thì công tác chuẩn bị cũng tương đối là hoàn tất rồi. Giờ bây giờ chiều chiều mình đã sẽ dẫn cái sân này. Sau đó thì chân mấy cây bên kia lên thì tương đối là ok rồi mấy bạn. Ok mấy bạn, chờ video. Rồi lên đi, có bọc không chị? Đó chị để đó khỏi bọc. Nó đâu có nước rồi. Dạ, dạ không về hôm qua. Đi. Dạ mùng 1 không đi. Mùng 1 hả? Cho em hai ly trà sữa truyền thống xay đá nha, để chân cho trắng hết. Rồi ổng đi vé thương gia gì đó, thương gia luôn. Dạ. Đáng ở đây. Biểu tượng của đồng thác qua công chi ở tài. Ở đây nói sao? À.